Ôi, chào mừng cả nhà trở lại với kênh Sắc Vàng của mình nha các bạn. Thì ở cái video trước đó mình có mở cái gói hàng ra và có những cái phô mai nó như vậy hết các bạn. Thì mình có nói với các bạn rằng là mình sẽ ở video sau đó thì mình sẽ phá thế những cái phô mai này cho các bạn cùng xem. Đó, thì ngày hôm nay ở cái video này ha các bạn, thì ở video này mình sẽ tiến hành mình phá thế những cái phôi mai này để các bạn cùng xem. Rồi có gì thì các bạn góp ý cho mình nha các bạn. Trước tiên mình làm từ từ các bạn ơi, tại vì mấy phôi này khó phá các bạn. Mấy phôi này nó khó vô cùng luôn ha, thử ra mình cũng làm từ từ thôi. Các bạn xem video cũng nhớ ấn vào đăng ký kênh các bạn để ủng hộ kênh của mình. Nếu mà các bạn thấy video hay thì nhớ ấn vào like cũng như là chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Rồi bây giờ thì video của mình tiến hành thấy các bạn. Đó thì cái phô mai này cơ bản là nó ngon rồi các bạn. Mình không phải mà phá thế gì bao nhiêu chứ các bạn ơi. Cơ bản là nó ngon rồi. Mình gom mấy cái đầu rễ thôi. Xong. Căng nhất là mấy cái phôi này nữa các bạn. Cái này thì mình sẽ cắt cái cốt này vô nè các bạn. Cắt này vô chút xíu để cho nó gom gom cho nó gọn các bạn, để thôi thì mình để vô cái chậu để không có vừa. Đó, mình gom cái này vô một chút nè, nói cắt luôn mà ơi. Được các bạn. Cắt phần này luôn các bạn. Thì nói thật để các bạn biết nè, thì ngày xưa mình cũng khoái chơi cây đó mà, nhưng mà mình chưa có dám mà gọi là lên video các bạn. Nhưng mà sau khi mình thấy anh em lên YouTube này kia đó, thì mình cũng mạnh dạng mình lên YouTube luôn các bạn. Coi coi có anh em nào chửi bới gì không ha. Còn mấy tay mấy bạn kia thì nghe nói gì chửi bới gì ly chia chưa các bạn ơi. Không biết có thì không phải, không biết. Và cái người mà khơi gợi cái nguồn cảm hứng cho mình đó bạn, đó là bạn, đó là cái anh Đông các bạn. Anh đã khơi gợi cảm hứng cho mình ha. Cái luôn. Cái rễ này thì chừng đó là nó mọc lên như vậy thì nó cũng rất là khó các bạn. Thử ra mình cũng gom luôn, cắt luôn. Chơi cho nó tới chỉ nữa các bạn. Thì cây này thì nó sẽ như vậy, nó nằm về ha. Đó, thấy nó vậy. Còn cái rễ trên này nè bạn, nó treo nè, treo lên trên nè, mình cũng thả ở đây luôn. À, ghế này. Để làm gì bạn? Bây giờ bạn xem cái điện thoại bạn nói cắt dối cắt láo nè hôm nay. Còn cái chú này thì chú lè ra ngoài quá các bạn, hay thì không hay các bạn, mình cũng gom lại như dừa thôi. Vậy thì mình để vô chậu là được rồi nè.
rảnh nè bạn. Chặt luôn. Thì mình cũng cắt mình gom mặt nó luôn các bạn. Để nó như vậy thì nó thè lè ghê các bạn. Cắt gom luôn. Gọn gàng. Thì như vậy thì cây này mình sẽ có một cái cây tử ở đây. Cây tử ở đây ha, rồi cây phụ ở đây. Là cây con ở đây rồi cây cha ở đây ha. Rồi, xong một cây. Bạn pin này cây này cho mình được cái phôi rồi tôi nói thì là chua như giấm luôn các bạn. Giống. Cổ của cây mây rừng nó có một cái điểm là rất là cứng các bạn. Mình vớt rồi mình chừa bên đây 1 mét. À cho ảnh ra bên đây nè.
đó, anh ra bên đây một mét dớt của các bạn, tính hoài cũng vậy à. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Các bạn cho phép mình quay nhanh nha cho nó màu. Drive me wild when I kiss you at night.
Sau một cái thời gian đó thì sau một cái thời gian phá thế cho các cái phô mai này các bạn, thì đến thời điểm này là mình cũng đã cơ bản hoàn thành nó rồi các bạn. Tuy là nó chưa có được đẹp lắm các bạn, nhưng mà như vậy là được rồi ha. Tại vì các cái phôi này thì nó không đẹp các bạn, có một hai cái phôi là coi được thôi. Thì cái lô phôi này thì cũng là cái lô phôi cuối cùng của cái mùa khai thác mai rừng Ninh Thuận của mình ha các bạn. Rồi các bạn xem video cũng nhớ ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình ha. Nếu mà thấy video hay thì nhớ ấn vào like cũng như chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Rồi thì trong cái thời gian sắp tới đó, mình sẽ cố gắng là mình quay những cái thành quả của các cái phôi mai rừng Ninh Thuận mà mình nhập về đó, trong cái thời gian mình quay cho các bạn cùng xem. Và nếu mà bạn nào có nhã ý thích những cái phôi Ninh Thuận đó, thì các bạn cứ liên hệ ha. Và mình cũng để lại với cái giá rất là nhẹ nhàng mềm mại cho các bạn chơi. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Thương ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.